Hello, xin chào cả nhà. Mình là anh cả nhà ơi. Chào mừng cả nhà trở lại với chuyên mục là chăm sóc xe yêu ha. Hôm nay có một anh khách có một cái nhu cầu là khử mùi xe diệt khuẩn vì anh xe của anh là chuyên chở hành khách du khách nước ngoài cho nên là cần một cái xe sạch sẽ hơn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành khử nano bạc trong xe nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ đo lường cái lượng dung dịch để mà khử mùi trong xe. Cho vào cái thiết bị và chúng ta khởi động máy, khởi động thiết bị. Ở đây thiết bị thì chúng ta nên khởi động trước để cho nó làm nóng và đến đủ đạt được cái nhiệt độ cần thiết thì chúng ta sẽ khởi động và bắt đầu máy sẽ phun cái lượng tinh dầu và cái nano bạc này vào trong xe để khử mùi ha. Đây là một cái bình nano bạc và đây là cái máy và cả nhà cùng với Nam tiến hành. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm sạch xe. Chúng ta mở máy lạnh xe, mở sẵn mở qua chế độ nóng luôn, không mở lạnh ha, chúng mở mắt gió luôn để chúng ta bắt đầu tiến hành đặt máy ở bên trong nè. Bây giờ với sự hỗ trợ của các bạn kỹ thuật thì chúng ta lắp đặt máy ở một cái vị trí hướng về khu vực máy lạnh nha. Thì khi đó thì nó sẽ tối ưu hơn cái việc mà tuần hoàn cái không khí nano này nó đi vào các hệ thống ngóc ngách của xe, của hệ thống máy lạnh. Cho nên chúng ta đặt cái máy ở những vị trí phù hợp nhất thì chúng ta sẽ tối ưu được cái việc mà khử mùi trong xe nha. Đó, bây giờ thì mình nhờ cái anh phát tài lên đây để đặt cái máy vị trí hướng về mấy những cái chỗ khu vực máy lạnh, cái khu vực mà chỗ tài và ghế trước là cái nơi mà chúng ta đặt cái máy để làm gì, cái lượng khói nó sẽ vào trong đó và nó tuần hoàn hết trong cái hệ thống máy lạnh của xe. Chúng ta việc tiếp theo là chúng ta sẽ mở máy lạnh lên, mở gió mát luôn, mở chuyển qua chế độ nóng để cho nó tuần hoàn khí tốt hơn và đẩy các cái lượng nano bạc này vào khắp trong xe ha. Chúng ta mất khoảng 15 phút trong cho cái quy trình khử mùi nha cả nhà. Đó, bây giờ chúng ta đặt cái máy vào đúng vị trí rồi. Việc còn lại là chúng ta khởi động máy và chờ cho máy nó nóng lên. Và khi nóng lên thì chúng ta sẽ bấm nút khởi động là được nha. Đây là xe của anh Cường, một anh chăm sóc xe rất là kỹ. Đó. Rồi, anh nhớ thấy không? Khi chúng ta bấm cái nút này thì bắt đầu cái lượng tinh dầu nó sẽ phun ra và chúng ta đóng cửa lại. À, chờ kết quả thôi. Thì tầm khoảng 15 phút thì cái lượng khói, cái lượng không khí trong đây nó sẽ tuần hoàn hết. Chúng ta sẽ cảm giác được những cái chỗ ngóc ngách từ những cái khe cửa hay là những nào thì cái lượng khói nó sẽ tràn ra ngoài hết. Sau đó chúng ta tắt máy và chúng ta để khoảng vài phút nữa, xong rồi chúng ta mở các cửa để cho cái lượng không khí này nó được thoát ra ngoài sạch sẽ, và lúc đó chúng ta sẽ có một cái xe thật là sạch sẽ, thật là thơm mát, không còn cái bụi bẩn.